kính chào quý giáo đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với nội Dũng Thưa quý vị, trong tuần qua có một sự kiện đáng chú ý đó là Vatican có một cuộc gặp vòng thứ 10 với Việt Nam trong vấn đề gọi là giải quyết quan hệ song phương. Trước hết phải nói với quý vị là Việt Nam và Vatican là không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1975 tới giờ. Trước năm 1975, Vatican có quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975 là không có quan hệ ngoại giao với Việt Nam mà bây giờ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và họ đàm phán nhau tổng cộng 10 vòng rồi. Đó. Thì theo Hội đồng giám mục Việt Nam cho biết cũng như Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết thì bên phía Việt Nam trưởng phái đoàn là bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ ngoại giao dẫn đầu ngày 31 tháng 3 đã đến Tòa thánh Vatican. Trưởng đoàn của bên uh, Tòa thánh đó là Đức ông Miroslaw Wachowski thứ trưởng ngoại giao tòa thánh thì uh, trong cái buổi làm việc này uh, nội dung cho biết là hai bên trao đổi sâu rộng về quan hệ việt nam và tòa thánh trong đó các vấn đề liên quan giáo hội công giáo tại việt nam hai bên tái khẳng định quyền tự do của giáo hội trong khuôn khổ pháp luật để thực hiện sứ mạng của mình vì lợi ích toàn xã hội hai bên đồng ý cộng đồng công giáo việt nam sẽ tiếp tục được hướng dẫn qua cái huấn quyền của giáo hội trong ơn gọi của họ để trở thành những người công giáo tốt những công dân tốt tức là đạo và đời phải đi với nhau. À. Rồi về quan hệ hai bên thì hai bên ghi nhận có những tiến triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Thánh, bao gồm các tiếp xúc và tham vấn thường xuyên, trao đổi với các phái đoàn cấp cao và các chuyến thăm mục vụ thường xuyên tại Việt Nam của đại diện không thường trú Đức Giáo Hoàng đó là Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski. À. Thì à, bản tin của Hội đồng Giám mục cũng cho biết là phái đoàn bà Hằng cũng được tiếp được tổng giám mục Paul Gallagher là ngoại trưởng tòa thánh tiếp nhưng mà xui là không gặp được cái giáo hoàng bởi vì cái ngày 31 tháng 3 Đức giáo hoàng bị bệnh bị viêm phổi phải vô nhà thương mà cái đó không quan trọng nhưng mà trong cái chuyện này thì thông cáo báo chí của hai bên đưa ra đều cho biết là hai bên đồng ý cơ bản về quy chế cho đại diện thường trú tòa thánh tại Việt Nam à. thì thưa quý vị chương trình này tôi muốn nói đến là cái khả thi cái, cái 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 sự kiện là có thể Việt Nam với Vatican thiết lập quan hệ ngoại giao hay không trong những ngày tháng tới đó là cái chuyện tôi muốn nói và nó có những thuận lợi gì và trở ngại gì Đã. thế thì thưa quý vị cái vụ này thực ra là họ được bắt đầu từ năm 2011 nhưng mà lúc đó đó thì Việt Nam chỉ chấp nhận cho tòa thánh Vatican đặt một vị đại diện không thường trú tại Việt Nam tức là uh, tổng giám mục uh, Malaski đó, à, cái vị 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 uh, tổng giám mục uh, mà mà đại diện uh, tòa thánh uh, uh, là à, là chỉ chấp nhận không thường trú rồi sau đó đến năm 2018 thì Việt Nam đồng ý là người này đại diện thường trú được quyền vào Việt Nam nhưng mà văn phòng bên Singapore thì trong thời gian qua chúng ta thấy là thỉnh thoảng có những cái lễ lại lớn, những cái sự kiện lớn của Việt Nam là Tổng giám mục Lawansky là vẫn đi vào. Và bây giờ thì ngày 31 tháng 3 họ họp là trên căn bản đồng ý quy chế. Thì quý vị thấy từ 2011 đến 2018 là mất 7 năm, rồi 2018 đến 2023 là mất 5 năm. Quy chế này là chấp nhận đại diện thường trú nói nói riêng nói nói đơn giản theo ngôn ngữ công giáo là tòa không sứ đại diện giáo hoàng trong một đại sứ Vatican Việt Nam thì chưa biết bao giờ sẽ có nhưng mà đại khái họ đồng ý là trên căn bản như vậy có nghĩa là nếu mà sau khi đồng ý thì coi như Vatican sẽ có văn phòng ở Việt Nam và Việt Nam sẽ có đại sứ ở tại Vatican đó câu chuyện là như vậy thì bây giờ chưa biết trong những ngày tới như thế nào nhưng mà nó có những cái thuận lợi và trở ngại trong những ngày qua Ví dụ thuận lợi là cái ngày thưa quý vị 25 tháng 3 vừa rồi à, Việt Nam có thêm hai tân giám mục do Đức Giáo Hoàng Phan bổ nhiệm và có thêm và có hai giám mục chính tòa thứ nhất đó là linh mục Kiều Công Tùng trưởng ấn tòa tổng giám mục Sài Gòn được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận phát nhiệm thứ hai là linh mục Lê Tấn Lợi là giám học đại chủng viện thánh quý ở cần thơ được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận cần thơ giám mục phó là có quyền kế vị tức khi mà ông giám mục giáo phận đó ông nghỉ hưu hay là qua đời vì lý do nào đó từ chức đó, thì ông phó được quyền kế vị đương nhiên lên đó còn phụng tá thì không được lên đó. và trường hợp thứ ba là bổ nhiệm giám mục nguyễn anh tuấn đang là giám mục phụ tá của tổng giáo phận sài gòn và là quản nhiệm của giáo phận Hà Tĩnh thì chính thức làm giám mục chính tòa của Hà Tĩnh. Như vậy là ngày 25 tháng 3 vừa qua Vatican bổ nhiệm hai tân giám mục nhưng mà bổ nhiệm luôn là hai giám mục chính tòa đó là phát diệm Hà Tĩnh. Rồi mới đây À, xin lỗi quý vị ngày 25 tháng 2 và 25 tháng 3 tôi, tôi, tôi nói lộn tháng Tôi nói lộn tháng xin lỗi quý vị 25 tháng 2 Còn mới đây thì cái ngày coi như là Ồ, oh, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nói, tôi nói đúng rồi, 25 tháng 3. Còn mới đây, đầu tháng à, hồi đầu tháng 3 đó, khoảng cái tầm ngày 3 tháng 3, 4 tháng 3 gì, thì, thưa quý vị, có một sự kiện nữa đó là Tổng Giám Mục uh, Lusky của Tòa Thánh thăm giáo phận Phan Thiết và được bí thư tỉnh ủy Bình Thuận ở đây tiếp à, bác có thể có cái hình cho coi cái à, và tặng quà lưu niệm à, đây 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 cái hình ở đây đó là thưa quý vị là trong đó chúng ta thấy bên trái là tổng giám mục Mares Jaroski và bên phải là cái ông Dương Văn An là bí thư tỉnh ủy Bình Thạnh tiếp ở tại văn phòng tỉnh ủy đó đó là những cái mà gọi là giao lưu qua lại rất tốt đẹp à. nhưng mà nó có một cái chuyện xảy ra khoảng hai ba ngày trước khi mà Việt Nam có hai tân giám mục tôi phải mở ngoặc cái chỗ này mặc dù Đức Châu Hoàng bổ nhiệm nhưng mà chúng ta biết là Việt Nam họ có ban tôn giáo ở trong bộ nội vụ. Cái ban này người đứng đầu là một cụ tướng công an, bộ ông công an, tức là trước đây là công an. Thì họ phải duyệt xét tất cả những cái đó. Họ phải làm việc với Vatican. Chứ không phải Vatican muốn bổ nhiệm ai bổ nhiệm đâu. nó có sự phối hợp. Thì tức là phải hiểu rằng là Việt Nam cũng đồng ý để cho hai ông đó lên làm giám mục. Bởi vì giám mục là sẽ đứng đầu một giáo phận là cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn giáo dân nó ảnh hưởng rất là lớn. Mà để mà đứng bộng giám mục đi không phải chuyện đơn giản. Nó, nó phức tạp lắm. Thành ra đó là những cái điểm son của, của, của cái quan hệ hai bên. Nhưng mà ờ, có một cái việc mà trước khi mà bổ nhiệm hàng giám mục này xảy ra là vào ngày, thưa quý vị, 20... mươi hai tháng ba ở tại cái uh, giáo phận công tum có một chuyện xảy ra đó là một linh mục tên là lê tiên chánh xứ giáo sứ đắc giấc đang dâng thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ phaolô thuộc giáo sứ đắc giấc thì bị một nhóm cán bộ của xã đắc nông huyện ngọc hồi đến yêu cầu linh mục tên dừng thánh lễ và cái này là bị Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng nói là xúc phạm thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ Phao Thì thông báo Hội đồng Giám mục nói như thế này là các cán bộ đến đã có hành vi xúc phạm đến niềm tin người công giáo, xúc phạm đến sự thánh thiêng của thánh lễ. Tức là theo như cán bộ địa phương nói rằng là cái thánh lễ này làm ở cái nhà đó là không được phép. Thì ông Linh Mục Lê Tiên ông bảo thì bây giờ lỡ rồi thì cứ để đây tôi làm lễ xong rồi kêu lên làm việc

Vâng, quý vị thấy đó, đây là bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Họ nói rằng là một cái thánh lễ như thế, họ đang cử hành thì không nên làm cái chuyện mà ngăn cản như vậy. Đó. Thì ngày 27 tháng 3, uh, Tòa giám mục của Công Tum đã lên án hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến sự thánh thiêng của anh Lễ và đã gửi thư chính quyền tỉnh Công Tum cũng như huyện Ngọc Hồi phản đối chuyện này. Đồng thời đưa ra kiến nghị để mà chính quyền sớm công nhận nhà nguyện của giáo họ Phaolô. Thì câu chuyện nó là như thế. Tôi sẽ trình bày tiếp cái chuyện quan hệ giữa Việt Nam và Vatican như thế nào sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình, SCT. cảm ơn quý vị những màn hình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về quan hệ có thể là diễn ra rất tốt đẹp trong những ngày tháng tới giữa Vatican và Việt Nam thì tôi đã trình bày cho quý vị những cái thuận lợi và những cái trở ngại cái thuận lợi đó là bên phía chính quyền Việt Nam và giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung là khá thuận thảo ngoại trừ lâu lâu cũng có những cái vụ chẳng hạn như là ở giáo phận Vinh trước đây có cái vụ Phổ phủ mô sa là cũng có một số linh mục lên tố cáo vân vân vụ đây là tương đối là êm rồi bây giờ tới cái vụ công tôm thì nó có điểm đặc biệt đó là Việt Nam đó khi mà những vụ này xảy ra vậy khi mà Việt Nam đang muốn có quan hệ với Vatican tại sao tôi nói chúng muốn Lát tôi sẽ giải thích thực sự Việt Nam rất muốn có quan hệ với Vatican thì không nên để những chuyện này xảy ra và chúng ta không có bằng chứng là có phải chính quyền trung ương ra lệnh không chúng ta không có nhưng mà rõ ràng chính quyền địa phương ở cái huyện ngọc hồi đó cái xã đó không? ở huyện ngọc hồi đó đây cái xã này nó là cái, cái 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 cái, cái ở huyện ngọc hồi đó, cái nhà huyện nhỏ thôi đó. ở giáo sứ đắc giấc xã đắc nông là huyện ngọc hồi tỉnh công tum nó xảy ra như vậy người ta tin là cái này có lẽ do địa phương làm khó, khó hay là gì thì mình không biết. Nhưng mà đúng đó Việt Nam phải nên lên tiếng trong chuyện này. Hoặc Bộ Nội vụ là có cái ban tôn giáo trong đó, hoặc ngay cả chính quyền tỉnh công tum là phải làm rõ chuyện này. Nếu cần họp báo giải thích ồ đây là những cán bộ này họ làm như thế là chúng tôi không đồng ý và chúng tôi đã nhắc nhở họ lần sau. Thánh lễ người ta đang sẽ. cho dù cái thánh lễ này được cử hành một cách bất hợp pháp, nếu nói về pháp luật. Tức là không có xin giấy. Nhưng mà có nên chăng? một thánh lễ thiêng liêng của người ta như thế mà cán bộ vô là lấy sách đi, thánh đi và làm cho cái buổi lễ nó ngưng lại thì cái này hội đồng giám mục việt nam họ lên án họ chỉ trích và các giáo dân việt nam và không những giáo dân việt nam giáo dân cả vũ trụ này người ta đều không đồng ý cái chuyện này có, có thể tưởng tượng đến một tôn giáo nào làm gì làm cũng phải để cho người ta xong đúng không thì đây là những người họ không hiểu biết không nói làm gì nhưng mà việt nam nó thật sự nó rất dở khi mà họ không có giải quyết cái chuyện này họ không lý giải chuyện này thì đúng hơn bây giờ không giải quyết được nữa chứ chẳng cần phải kỷ luật như mấy người này nhưng mà ít nhất có một tiếng nói rõ ràng nó cho thấy là cái gì việt nam có vẻ coi thường giáo dân hoặc là hội đồng giám mục ở trong nước trong chuyện này vì họ không lên tiếng hội đồng giám mục đã lên tiếng rồi gửi cho tỉnh công tung rồi nhưng mà trong khi việt nam lại muốn là rất có rất muốn có quan hệ ngoại giao với vatican đây là cái điều tôi sẽ chứng minh thứ nhất nếu chúng ta nhìn trong quá khứ Mặc dù Việt Nam là một nhà nước cộng sản Nhưng đã từng có đủ Các nhân vật cao cấp nhất của Việt Nam Trong bộ tứ Bộ tứ đó gồm có Tổng Bí Thư Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Đều đã qua Vatican thăm Đức Châu Hoàng Đây là quý vị thấy ông Nguyễn Phú Trọng Đi năm 2013 gặp Đức Châu Hoàng Benedict Báo có thể cho coi lại cái đoạn nào, bắt đầu bước vô nghe chúng ta sẽ nghe âm thanh ông nói gì với Đức Giáo Hoàng Benedict 16 đây. Đây chúng ta nghe đây. Thì anh ấy cho nghe lại không cái đoạn đi vào đó mà lúc bắt tay đó thì chúng ta sẽ nghe cái lời ông nói rõ hơn. Đang Hà Nội có nhiều bước cải thiện và thêm nhiều chuyến thăm cao cấp, tuy hai bên vẫn chưa lại nối lại được con... đầu đoạn đầu mà đi vào đó. Đây đây đoạn này này anh cho ít khi nghe xảy ra vì Đức Giáo Hoàng thông thường chỉ tiếp qua nguyên thủ quốc gia, các thủ tướng hoặc các lãnh đạo chính trị đến tâm trên thế giới. Trong mấy năm qua, quan hệ Vatican Hà Nội có nhiều bước cải thiện và thêm nhiều chuyến thăm cao cấp, tuy hai bên vẫn chưa nối lại được quan hệ ngoại giao vốn bị gián đoạn từ năm 1975. Một trong các vấn đề là cách chính quyền địa phương ở Việt Nam xử lý quan hệ với các giáo sứ. Thì thưa quý vị, trước đó vào năm 2009, ông Nguyễn Minh Chiết trong vai trò chủ tịch nước cũng đã sang bên Vatican gặp Đức Giáo hoàng Benedict 16. Rồi 2013 là ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí Thư. Đến tháng 3 năm 2014, ông Nguyễn Sinh Hùng trong vai trò Chủ tịch Quốc hội cũng sang gặp Đức Giáo Hoàng Phan Xích. Và cũng trong năm 2014, ông Nguyễn Tân Dũng trên màn hình quý vị thấy trong vai trò thủ tướng cũng sang gặp đức hoàng Phan Xích. giáo hoàng Francis. Giáo hoàng Francis hoan nghênh chuyến thăm của Dũng cho rằng đây là ông Trần Đại Tốt Quang trong vai 5... trò chủ tịch nước cũng sang Vatican thăm và gặp đức giáo hoàng Francis. Và lần cuối cùng năm 2018 Lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Thì không biết vì lý do gì không đi được Thì để cho ông Trương Hòa Bình là Phó Thủ tướng Thường Trực Cũng sang thăm Đức Giáo Hoàng Francis Và tặng quà cho Ngài luôn đó Thì chúng ta thấy ít nhất là đã có 1, 2, 3, 4, 5 người Đi qua bên Vatican trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, một thủ tướng và một tổng bí thư đã từng gặp đi ông Hoàng chưa kể ông Phó Thủ tướng Thương Trực đó, Trung Hòa Bình 2018 cái sự kiện nó nói lên là biết ngay là Việt Nam rất muốn có quan hệ ngoại giao với Vatican không muốn có qua quan chí. trong khi Đức Giáo Hoàng trong lịch sử nhân loại từ cổ chí kim chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam chưa bao giờ có một Đức Giáo Hoàng nào đến Việt Nam cả từ ngày lập quốc tới giờ đó là sự kiện sự kiện và sự kiện Tại sao tôi nói cái này nó quan trọng? Tôi cho quý vị thấy, đó, tôi sẽ nhắc lại nhá 2009, ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết sang gặp Đức Giáo Hoàng Benedict 16. 2013, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang gặp Đức Giáo Hoàng Benedict 16. Tháng 3, 2014, ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, sang gặp Đức Giáo Hoàng Francis. Tháng 10, 2014, trong năm 2014, hai ông cấp cao đi, là đó là ông Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò thủ tướng sang gặp Đức Giáo Hoàng Francis và đến 2016 ông Trần Đại Quang trong vai trò chủ tịch nước cũng thăm nước cho hoàng phan xít và 2018 ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực thay mặt thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đi gặp nước cho hoàng phan xít. Không muốn quan hệ ngoại giao thì gặp chi nhiều vậy. Thế đó, tại sao Việt Nam muốn? Muốn nhưng mà lại ra vẻ không muốn. Muốn thì đáng lý cái chuyện không tung là phải giải thích phải nên tôn trọng cái thần dân của Vatican đó là khoảng từ 5 đến 7 triệu giáo dân ở tại Việt Nam. Cái lý do Việt Nam rất cần và rất muốn có quan hệ ngoại giao với với Vatican là nó như thế này. Việt Nam bây giờ tự hào là gì? Có quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. Từng làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an hai lần. Từng vào ngồi trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc một lần và sắp sửa là đánh ứng cử thêm lần nữa và có quân đội đi gìn giữ hòa bình ở trên thế giới và chơi với tất cả các nước và đã có đối tác chiến lược với bốn trong năm nước thành viên thường trực hội đồng bảo an liên và sắp tới đây có thể lên với hoa kỳ là thành năm nước luôn việt nam áp dụng chính sách gọi là đa phương hóa nhưng mà rõ ràng anh không đa phương được với vatican đó là vấn đề Tức là anh có thể là tôi có thể bước vào nhà quý vị Tôi mặc đồ đầy đủ đẹp đẽ không thua gì quý vị cả Từ trên dưới đồ đặc tiền này kia vân, Nhưng mà tự nhiên quý vị thấy ở dưới chân tôi đi đôi dép Tôi, tôi không đủ tiền mua đôi giày Tôi đủ tiền mua cáo vét cả 500 đô, cả ngàn đô, sợi dây chuyền, cả vạt, đồng hồ, kiếng, đủ thứ đồ xịn hết, loại xịn, loại hiệu hết. Nhưng mà nhìn xuống chân tôi vẫn là đôi dép. Thì bây giờ tôi đang muốn cái đôi dép đó là đôi giày đó là cái mà bên Việt Nam và Vatican đang hy vọng và bây giờ đang trở ngại với chuyện là tòa khâm sứ của Vatican nằm ở ngay gần cái gọi là khu chợ cổ chợ phố 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 cái chợ Đồng Xuân của Hà Nội gần Hồ Gươm đó, bây giờ chưa chịu trả đó trước đây đã trả một phần lớn thánh địa La Vang và đã trả uh, giáo hoàng học viện Pio 16 ở trên Đà Lạt rồi bây giờ còn có tòa khâm sứ thì có lẽ đó là cái trở ngại duy nhất mà Hà Nội và Vatican đang làm việc. Và nếu hai bên bình thường hóa quan hệ giao được với nhau thì nhiều khả năng Đức Giáo Hoàng sẽ đi thăm Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là cái nơi duy nhất, một trong những nơi duy nhất. Ngay Cuba, Cộng sản, Đức Giáo Hoàng có đi hai lần nữa. Việt Nam kia gì Thì anh là một quốc gia lớn trên thế giới. Anh bảo bây giờ là chúng ta ra biển lớn. Anh quan hệ nhiều nước con là nhưng mà chưa bao giờ Đức Giáo Hoàng tới thì kể cũng hơi kẹt đó. Đó. Tức là gì? Tôi đeo kiến xịn này. Phải không? mặc đồ xịn đeo đồng hồ xịn mọi thứ xịn hết nhưng mà dưới tôi vẫn đi đôi dép đó là vấn đề quan hệ giữa ba Tây căng và việt nam cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý ở chương trình sau